Thắng xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với xe hơi cũ Thắng Cảng. Hôm nay thì bên Thắng vừa về một vài chiếc xe và Thắng sẽ đi báo giá nhanh để cho anh chị chúng ta tham khảo nha. Đó, thì mỗi ngày bên Thắng về khoảng độ 2-3 xe, cũng có ngày về cũng khoảng độ 4-5 xe vậy đó. Đó, tùy vào tình hình thị trường. Và bên Thắng thì thu mua xe cũ ở tặng khách hàng luôn, những chiếc xe minh bạch về pháp lý và chất lượng thì cam kết. Cho nên anh chị chúng ta yên tâm khi mà lựa chọn những mẫu xe cũ bên Thắng. Và đặc biệt bên Thắng cũng đang rất cần mua vào những chiếc xe cũ để mà về phục vụ quý anh chị gần xa. Cho nên anh chị nào chúng ta đang có những chiếc xe cũ và chúng ta không có dùng nữa, hoặc là chúng ta cần đổi xe nè, hay là nâng cấp đề xe, thì muốn được định giá xe cũ miễn phí thì liên hệ với Thắng. Gửi cho Thắng về cà vẹt, đăng kiểm, hình đồng hồ và một tấm hình đầu xe. Thắng sẽ dựa vào thông tin và định giá xe cũ miễn phí cho anh chị để chúng ta biết được mức giá tham khảo và tìm ra được cái nơi mua vào giá cao và giao dịch an toàn. Thắng sẽ đi báo giá nhanh một số mẫu xe mà công ty bên Thắng mới vừa thu về nha. Đầu tiên là chiếc xe Fortuner. Chiếc này xe lướt nha anh chị, đi được 7.000 cây. Fortuner máy dầu 2 cầu, bản cao, máy 2.8 Legender. Một chiếc xe lướt 2021. Xe mang biển số Bình Dương nè. Xe này là ông chủ mua bên Thắng và do ông kẹt tiền á cho nên bán lại. Liên hệ bên Thắng để bán lại mẫu này. Xe này là bản cao cấp cho nên là rất nhiều những cái công nghệ trên xe như là Toyota Safety Sense, rồi camera 360 độ nè, gói an toàn Toyota Safety Sense thì được trang bị trên những mẫu xe mới nhất của Toyota bây giờ. Máy dầu 2 cầu, gầy cầu điện nha anh chị. Ghế cao cấp nè, loa JBL. Lại chuyển số vô lăng Cruise Control, nói chung là full phụ kiện luôn, full phụ kiện. Xe này xe lướt, mức sơn zin là 100%. Lúc trước để mà anh chị mua cái xe mới á, thì cái xe này lăn bánh đâu đó ở tỉnh á, thì khoảng 1.6 tỷ. Và cái xe cũ này bên Thắng đang chào bán mức giá là 1.342 tỷ nha. Anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng độ đâu đó 200 triệu khi mà mua mẫu xe này. 200 triệu một chiếc xe lướt. Thì tùy vào anh chị lựa chọn thôi. Nếu chúng ta điều kiện tài chính tốt á, chúng ta không thích xe cũ thì chúng ta có thể mua xe mới, bên Thắng vẫn có xe mới để mà phục vụ anh chị. Còn mà anh chị chúng ta muốn tiết kiệm tầm khoảng đâu đó 200 triệu cho một đời xe thì có thể cân nhắc lựa chọn chiếc này. Một chiếc xe nước sơn zin là 100%, 100% nha anh chị. Đi được 7.000 cây, còn bảo hành toàn quá. 1.342 tỷ. Máy dầu 2 cầu bản 2.8 Legender. Bản cao cấp nhất của dòng máy dầu. Số tự động. Mẫu mới rất đẹp nha anh chị. Chiếc đầu tiên bên Thắng mới về. Một chiếc xe lướt. Rồi, chúng ta tiếp tục. Một chiếc Fortuner nữa là máy dầu số sàn 2017. Xe này đi được 77.000 cây. Chào bán mức giá là 857 triệu. Máy dầu số sàn, mẫu xe rất là quen thuộc rồi. Những anh chị nào chúng ta yêu thích Toyota nói chung và những mẫu Fortuner mới riêng thì những chiếc máy dầu số sàn là một lựa chọn mà đã rất nhiều khách hàng tin tưởng rồi, bởi những giá trị mang lại như độ bền nè, tiết kiệm nhiên liệu nè, chi phí bảo dưỡng nè, và phơm dáng thiết kế không có bị lỗi thời. Máy dầu số sàn 2017, 77.000 cây, 857 triệu nha anh chị. Chiếc này cũng mới vừa lấy về và Thắng đi lướt qua. Innova số sàn 2021 đi được 42.000 cây, 722 triệu. Anh chị nào mà thích Innova mẫu mới thì có thể lựa chọn chiếc này nha. Mang biển số Long An, 42.000 cây, còn bảo hành toàn quốc. Xe về thì có một số vết chạy xước thì bên Thắng sẽ làm lại hết cho mình. Bên trong xe nè anh chị, phụ kiện thì tương đối đầy đủ rồi. Ghế da nè, trải sàn, bọc trần, đầu DVD có đủ hết, dán phim. Xe cũ thì anh chị mua sẽ được một cái lợi thế á, là thứ nhất á, là tiền thuế nó sẽ thấp hơn xe mới nè. Cái thứ hai là phụ kiện mình được trang bị trên xe á, thì bên Thắng sẽ không có lấy lại đâu, mà sẽ là kiểm tra và vệ sinh lại để cho anh chị mua sau chúng ta tiếp tục dùng. Là một lợi thế khi mà anh chị mua xe cũ. 722 triệu Innova số sàn 2021 mẫu mới, đi được 42.000 cây. Rồi tiếp tục là Fortuner, máy xăng số tự động 1 cầu nha anh chị, 27. Xe này đi được 75.000 cây, giá là 840 triệu. Xe mang biển số Long An màu nâu đỏ, màu Đồng Nai nha anh chị, xin lỗi anh chị, 60A37501. Anh chị nào mà khác tỉnh á, bên Thắng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho mình.
Xe này là chủ cũng mua bên Thắng luôn. Và để lâu không có chạy á, cho nên là bán lại. Để cũng khoảng nằm khoảng 5-6 tháng gì đó. 5-6 tháng chưa có dùng. Lúc mà Thắng tới mà Thắng coi mua xe này á, là bên trong cũng nổi móc. Rồi đậu chùm kính mít á. Tại vì Thắng đi thu cái xe này cho nên Thắng biết. 27 máy xăng số tự động một cầu nha anh chị. Xe nhập khẩu Indo. Đó, có ghế chỉnh điện nè. Rồi số tự động 6 cấp. Đó, anh chị để ý cái ghế nó móc nè ha. Do để lâu mà không dùng là nó bị ẩm mốc à. Nhưng mà bên Thắng về sẽ khử mùi rồi là làm lại hết cho nên anh chị đừng lo. Bảy chữ số vô lăng. Đề startup, điều hòa tự động. 840 triệu thôi. Đó, một chiếc xe để cho anh chị người ta mua gia đình, chạy gia đình nha. Máy 2.7. À, còn một chiếc cũng mới về hồi chiều hôm qua nữa. Đó là chiếc Honda City Top 2020. Đó, xe màu màu đỏ đô. Đó, thì đang làm đẹp này, giao dịch vụ rồi. Đây, xe đậu đây nha anh chị. Đó, xe cũ thì đậu chung với xe của khách bảo dưỡng á, cho nên là anh chị thấy nhiều xe nhưng mà xe cũ có vài xe. Đó, chiếc này đi được 27.000 cây, City Top 2020. Đó, mẫu xe dành cho anh chị đi gia đình. Máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. À, xe mang biển số thành phố cho nên anh chị nào mà hộ khẩu thành phố á, ta mua thì tiết kiệm được tiền biển số nha, giữ nguyên biển luôn, sang tên thôi. City Top cho nên là bảng cao, cho nên là trang bị lại chiếc số vô lăng nè, ga tự động nè, đó, điều hòa tự động cảm ứng. 27.000 cây thôi, giá chào bán dự kiến mẫu xe là 547 triệu nha anh chị. 547 triệu. Một chiếc xe nhỏ gọn đến từ hãng Honda, rất nổi tiếng luôn, bán chạy để cho anh chị chạy gia đình. Và đó là một số mẫu xe mà bên Thắng vừa về và Thắng cũng đi lướt nhanh để cho anh chị chúng ta cập nhật. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về từng chiếc xe. Tư vấn qua điện thoại trước rồi hỗ trợ anh chị coi xe thực tế và lái thử. Ngoài ra thì anh chị đang tìm chiếc xe gì á thì có thể liên hệ với Thắng nói về chiếc xe mà anh chị đang mong muốn mua, thì Thắng sẽ lưu lại thông tin. Và khi nào mà có mẫu xe đó về á, Thắng sẽ chủ động liên hệ để cho anh chị chúng ta sớm tìm được một chiếc xe nó vừa ý nhất để chúng ta sở hữu và chúng ta đi gia đình. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.